Trong một báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình bày các phương án giải quyết vướng mắc và bất cập liên quan đến trạm thu phí và các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải đã được giao nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo giải pháp xử lý dứt điểm khó khăn, bất cập tại một số dự án BOT giao thông. Để đảm bảo sự minh bạch và đồng thuận, cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành đàm phán với các nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng liên quan đến 8 dự án BOT, nhằm thống nhất giải pháp cũng như xác định trách nhiệm chia sẻ của các bên liên quan. Trong tờ trình gửi lên Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất hai giải pháp cơ bản. Thứ nhất, bố trí vốn nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư và ngân hàng tín dụng và chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với 5 dự án. Thứ hai, sửa đổi hợp đồng, bổ sung vốn nhà nước tham gia, tối đa 49% để tiếp tục thực hiện hợp đồng với 3 dự án BOT còn lại. Tổng mức vốn nhà nước để xử lý vướng mắc tại 8 dự án BOT dự kiến là khoảng 10.342 tỷ đồng, theo báo cáo của Chính phủ. Ngoài các giải pháp đề xuất cấp có thẩm quyền, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải nghiên cứu, đánh giá tổng thể những tác động đối với các dự án BOT khi đưa các tuyến cao tốc vào khai thác sử dụng để xây dựng và đề xuất các giải pháp phù hợp. Chính phủ thông báo việc đàm phán với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức tín dụng vẫn đang kéo dài do các bên còn có nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm, giải pháp xử lý cũng như mức độ chia sẻ của các bên. Theo báo cáo, một số nhà đầu tư ban đầu đã thống nhất giải pháp bổ sung vốn nhà nước tham gia không qua 49% tổng mức đầu tư để tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhưng sau đó lại thay đổi quan điểm và đề nghị chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn, như nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà. Việc xác định mức chia sẻ lợi nhuận cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó một số nhà đầu tư sẵn sàng chia sẻ 50% tỷ suất lợi nhuận, thậm chí chia sẻ cao hơn, nhưng một số nhà đầu tư chỉ chấp thuận chia sẻ lợi nhuận nếu ngân hàng tín dụng chấp thuận chia sẻ tối đa, giảm thiểu mức lãi suất vốn vay. Trong khi đó, các ngân hàng tín dụng chỉ cam kết chia sẻ với nhà nước, nhà đầu tư mà không đưa ra mức chia sẻ cụ thể. Đây là khó khăn lớn nhất, đến thời điểm hiện tại các bên vẫn chưa thể thống nhất, báo cáo Chính phủ nêu rõ. Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp lấy ý kiến các bộ, ngành về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập các dự án BOT giao thông theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Sau khi có đầy đủ ý kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét thông qua, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng sẽ quyết định giải pháp xử lý theo đúng thẩm quyền. Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư, tổ chức tín dụng để xác định cụ thể mức chia sẻ lợi nhuận.